Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn điểm qua bài tin chính có trong ngày hôm nay. MU chiêu mộ khẩu pháo hạng nặng cho hàng công. MU quyết chiêu mộ siêu máy quét thay đề dòng. Ten không biết khi nào Ronaldo trở lại MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chiêu mộ khẩu pháo hạng nặng Anthony. Theo giới truyền thông đưa tin, Anthony chính là nhân tố còn thiếu mà huấn luyện viên Ten Hag cần để xây dựng đội hình trong mơ. Vị trí tiền đạo cánh phải được chiến lược gia người Hà Lan quy hoạch dành cho Anthony, nhân tố nguy hiểm và đột biến nhất của Ajax mùa giải trước. Có thể nói cầu thủ người Brazil là nhân tố thực sự đẳng cấp cho vị trí này. Bản thân Anthony cũng sẵn sàng chuyển đến nhà hát của những giấc mơ để tái hợp với người thầy cũ. Được biết, Ajax không hề có ý định bán đi cầu thủ quan trọng bậc nhất của họ nhưng đội bóng Hà Lan cũng thừa hiểu rằng rất khó để giữ chân Anthony sau một mùa giải bùng nổ. Những động thái trên thị trường chuyển nhượng mới đây nhất là dấu hiệu cho thấy Ajax đang chuẩn bị cho một tương lai không có Anthony. Ajax cũng vừa hoàn tất việc chiêu mộ Steven Beckwin sau khi cầu thủ này trải qua quãng thời gian không mấy thành công tại Tottenham. Điều đáng nói chính là sở trường của Beckwin đều là tiền đạo cánh phải, vị trí mà hiện tại được dành cho Anthony. Có lẽ Ajax đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế trước chứ... hàng phẳng viễn cảnh họ để Anthony rời đi. Động thái kể trên của Ajax thật sự đã mang lại cho người hâm mộ MU nhiều hy vọng. Suốt những năm vừa qua, đội bóng nửa đỏ Thánh man đã bị những người hàng xóm Man City bỏ lại khá xa. Với sự quyết tâm trong việc chiêu mộ các tân binh, thầy trò Ten Hag đang hướng tới một mùa giải mà họ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Man City. MU quyết chiêu mộ siêu máy quét De Jong MU muốn có được tiền vệ trung tâm Ruben Neves trong trường hợp họ không thể chiêu mộ thành công tiền vệ De Jong. Ruben Neves là mục tiêu mà MU đã theo đuổi từ lâu. Tiền vệ đang thuộc biên chế vua vờ được ví như bút quét của Bồ Đào Nha với khả năng điều tiết trận đấu, đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn và có những cú rút ra cực kỳ uy lực. Neves hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng giữa công và thủ trong lối chơi của MU, điều mà đội bóng này đã không thể duy trì kể từ sự ra đi của Michael Carrick. MU được cho là sẵn sàng chống lên bàn đàm phán một khoản tiền trị giá 50 triệu bảng nhằm có được chữ ký của Neves. Tiền vệ người Bồ cũng ước mở khả năng ra đi của anh vào tháng trước khi phát biểu. Tất cả chúng ta đều có ước mơ và chúng ta cần phải thực hiện những ước mơ đó trong một không gian nhỏ của thời gian. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Ten Hag không biết khi nào Ronaldo trở lại MU. Huấn luyện viên Erik Ten Hag thừa nhận không biết Ronaldo có tập luyện cùng MU ngay cả đội bóng trở về từ tour du đấu hè hay không. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn đang tập luyện một mình và không tham gia chuyến du đấu vì lý do gia đình. Trong buổi họp báo mới đây, Ten Hag nói tôi không thể nói với bạn bất kỳ thông tin gì vẫn chưa. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu và cậu ấy sẽ khỏe mạnh, đó là thông tin cuối cùng mà tôi có. Chiến lược gia 52 tuổi cũng không lo lắng về việc liệu Ronaldo có chơi được với lối pressing mà ông đề ra hay không? Tôi nghĩ Ronaldo có khả năng làm được điều đó. Trong sự nghiệp của mình, cậu ấy đã thể hiện tất cả phẩm chất. Tôi đã đặt ra nhu cầu của mình. Chúng tôi muốn chơi theo một cách nhất định. Một cầu thủ hàng đầu có thể đóng góp cho câu lạc bộ và Ronaldo chắc chắn là cầu thủ hàng đầu trong đội hình của chúng tôi. MU muốn đổi Van der Beek lấy sao AC Milan. Ismael Benazir đã thông báo với AC Milan rằng anh muốn rời đi vào mùa hè này và MU là một điểm đến tiềm năng. Quỷ đỏ được cho là rất muốn có sự phục vụ của Benazir sau khi không thể chiêu mộ thành công Frankie de Jong từ Bắc Sa. Theo Casio Mercato, MU lên sẵn kế hoạch dùng Donovan De cùng một khoản tiền để đổi lấy Ismael Benazir từ AC Milan. Benazir cũng chơi ở vị trí tiền vệ trụ và được đánh giá phù hợp với lối chơi huấn luyện viên Erik Ten Hag muốn xây dựng. Ten Hag thảo luận với Sir Alex trước khi đến MU. Ten Hag là huấn luyện viên thứ năm được MU bổ nhiệm sau khi Sir Alex giải nghệ. Eric Ten Hag đã tiết lộ nói chuyện với Sir Alex trước khi mà trận đầu quân cho MU. Ten Hag phát biểu: "Tôi đã liên lạc với Sir Alex nhưng nội dung cuộc nói chuyện là điều riêng tư. Thật tuyệt khi được nói thảo luận với ông ấy về cuộc sống, đặc biệt là về bóng đá. Tôi phải nói rằng bản thân có một niềm tin mạnh mẽ." Ông cho biết đây là một thách thức lớn nhưng ở mọi câu lạc bộ đã đến tôi đều khai thác tối đa nhóm cầu thủ của mình. Dự án ở MU là khó nhất. Tôi biết chắc đấy không phải là một công việc dễ dàng. Nhưng tôi đã có mặt ở đây. Vì vậy tôi tin rằng mình có thể làm được tốt nhiệm vụ được giao. Với Ronaldo tình hình không có gì thay đổi. Tôi đã lên kế hoạch và muốn được làm việc cùng cậu ấy. Lối chơi của MU mùa tới cần một cầu thủ hàng đầu và Ronaldo là cái tên đẳng cấp nhất trong đội hình. Mục tiêu quan trọng là thắng mọi trận đấu đó phải là cách tiếp cận của chúng tôi những chiến thắng là điều quen thuộc với MU chúng tôi muốn chơi thử bóng đá chủ động tấn công ở những vị trí có thể dù có chơi tốt hay không chúng tôi vẫn phải giành chiến thắng tình thế đảo ngược với Anthony Martial ở MU Anthony Martial đang dần thay đổi tiền đạo người Pháp là nhân tố nổi bật nhất trong 3 trận đầu tiên của Eric Ten Hag tại MU Martial có bản thứ 3 sau 3 trận cho quỷ đỏ ở tour du đấu hè 2022 Dường như Matian đang có cảm giác bóng thật sự tốt. Sau khoảng thời gian ảm đạm, cựu sao AS Monaco đã có thể bắt đầu nở nụ cười. Và niềm tin của Ten Hag dành cho Matian đã đúng sau 3 trận giao hữu. Chán xuất sinh năm 1995 chơi khá nổi bật. Cầu thủ này giữ bỏ hình ảnh hời hợt, thiếu cố gắng. Thay vào đó, Matian cho thấy sự khác biệt lớn. Matian tích cực di chuyển, flexing cướp bóng và sẵn sàng giạt cánh khi cần thiết. Số 9 của quỷ đỏ giúp hàng công hoạt động linh hoạt hơn, và điều này đáp ứng được ý đồ của Ten Hag. Martian được xếp đá trung phong, nhưng cùng với Rashford và Sancho liên tục hoán đổi vị trí. Những pha lên bóng của MU từ đó trở nên khó đoán. Không ít lần trong trận gặp Palace, Martian lùi về giữa sân để cướp bóng và phối hợp với đồng đội. Từ chỗ có nguy cơ bị bắn, Martian dần lấy lại hình ảnh và có thể đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag mùa tới. Kỷ luật thép mà Ten Hag áp dụng kể từ ngày đầu làm việc ở MU có vẻ phù hợp với Martian. Ở đó, sự lưới nhắc không còn. Muốn tồn tại, Matian hay bất kỳ cầu thủ nào khác phải tích cực và sinh, chơi bóng với tinh thần cao nhất cả trong tập luyện và thi đấu. 26 tuổi chưa phải là muộn đối với Matian. Trong trường hợp Ronaldo ra đi hè này, chắc chắn vị thế của Matian tăng lên đáng kể, nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Matian hiểu rằng để tồn tại, bản thân anh phải nỗ lực trong mọi trận đấu. Còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì, Tuy nhiên, những gì thể hiện trong giai đoạn đầu mùa chứng tỏ Matian đã sẵn sàng để giữ bỏ hình ảnh kém hiệu quả thời gian gần đây. Nếu duy trì thái độ chơi bóng hiện có, Matian mùa tới sẽ rất đáng xem. Ronaldo là đòn bẩy quyền lực cho Ten Hag Trong bối cảnh MU tái thiết dưới thời huấn luyện viên mới, việc Ronaldo muốn rời đi không khác gì một động thái phũ vàng cho các cổ động viên. Điều đó sẽ giúp tăng quyền lực của Ten Hag trong phòng thay đổi MU. Không ai có thể trách cựu huấn luyện viên Ajax nếu ông muốn đẩy Ronaldo lên ghế dự bị trong thời gian tới. Nếu điều đó xảy ra, Ronaldo có thể bất mãn nhưng nhiều cổ động viên MU sẽ đứng về phía huấn luyện viên trường đội bóng. Việc sử dụng Ronaldo với tần suất hạn chế lại là phương án trong mơ cho Ten Hag. Ở tuổi 37, Ronaldo không thể chạy và gây áp lực lên đối thủ nhiều như cách Matian hay Radford thể hiện trong hai trận giao hữu vừa qua. CD7 vẫn là tiền đạo hàng đầu khi ghi tới 24 bàn mùa trước nhưng anh sẽ nguy hiểm hơn nếu được sử dụng đúng lúc. Việc Ronaldo đòi ra sân thi đấu nhiều nhất có thể từng khiến Rangnick nick đau đầu. Không ai có thể quên phản ứng giận dữ của siêu sao này khi bị thay ra trong trận đấu giữa MU và Brentford hồi tháng 1. Rangnick tiết lộ phản ứng của CR7, tại sao không thay những cầu thủ khác mà thay tôi? Những hành động kiểu như vậy của Ronaldo chắc chắn khiến Rangnick khó xử ở nửa cuối mùa giải trước. Tình thế với Ten Hag lúc này đổi khác. Nếu việc để siêu sao người Bồ Đào Nha dự bị giúp MU chơi tốt lên, Ten Hag sẽ được ủng hộ. Ngược lại, bất kỳ hành động nổi loạn hay bất mãn nào khác của CR7 chỉ làm tổn hại thêm hình ảnh và sự chuyên nghiệp anh tạo nên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!